Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả channel của Mac One. Như các bạn đã biết, qua cái sự kiện vừa rồi của Apple, hãng đã cho ra mắt con chip, cùng với đó là bộ đôi MacBook mới chạy con chip M2 này. Thì bộ đôi MacBook này dự kiến sẽ được bán vào khoảng tháng 7 và sẽ về hàng Việt Nam vào khoảng tháng 8 hoặc là tháng 9 sắp tới. Thì chắc hẳn nhiều anh em ở đây cũng như mình rất là háo hức chờ đợi cái con MacBook Air M2 mới này về để có thể trên tay cũng như là đánh giá xem là nó có gì khác biệt so với cả thế đến nhiệm trước đó. Mình cũng đã tham khảo qua hai video của hai KOL nổi tiếng ở bên nước ngoài. Họ đã được Apple mời đi tham dự sự kiện trực tiếp và đã có thể trên tay được con MacBook Air M2 mới đó. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem là con MacBook Air M2 với thiết kế mới này thực tế thì sẽ trông như thế nào. Ok, hãy cùng mình bắt đầu vào video. Trên video thực tế mà mình tham khảo của Marques Brownlee, chiếc MacBook Air mới này sẽ được thiết kế tương tự giống như với phiên bản MacBook Pro 14 inch của năm ngoái. Có điều là sẽ được làm mỏng hơn và sẽ có thêm hai màu mới, đó là màu Midnight và màu Starlight. Đặc biệt ở đây đó là màu Midnight. Đây không hẳn là một cái màu đen tuyền mà nó sẽ hơi xanh xanh một chút. Và theo như Marques Brownlee còn nói thì màu Midnight này sẽ tương tự giống với cả màu Midnight ở phiên bản Apple Watch Series 7. Dây sạc đi kèm cũng sẽ được làm đồng màu với cả máy. Sẽ có 4 màu tất cả, nhưng mà mình chắc là nhiều anh em ở đây cũng sẽ như mình sẽ thích nhất đó là màu Midnight. Tuy nhiên thì màu Midnight này sẽ có một cái vấn đề, đó chính là sẽ dễ bám dấu vân tay ở trên mặt máy. Và trong như video ở phần mặt A của máy thì sẽ để lại dấu vân tay khá là nhiều. Nếu như mà đây là một vấn đề mà khiến anh em cảm thấy khó chịu khi mà sử dụng máy thì mình nghĩ là sẽ chọn sang các phiên bản màu sáng hơn, sẽ ok hơn. Còn đâu đối với mình thì đây sẽ không phải là một vấn đề quá là lớn. Cục sạc của máy thì sẽ có hai cổng Type-C, vừa sạc được MacBook, vừa sạc được iPhone của mình luôn. Và sẽ có hai phiên bản, một là 35W và một phiên bản sạc nhanh đó là 67W. Theo mình nghĩ thì phiên bản 35W sẽ được đi kèm với cả phiên bản cấu hình đó là 8x GPU. Còn đâu phiên bản sạc nhanh 67W thì sẽ đi kèm với cả phiên bản đó là 10x GPU. Phần viền màn hình của máy cũng sẽ được làm mỏng hơn so với phiên bản M1 năm ngoái, tăng diện tích từ 13.3 inch lên 13.6 inch. Thay đổi này không quá là rõ rệt nhưng mà có còn hơn là không. Cùng với cả phần tay thỏ trên thế hệ Mac Pro 14 inch năm ngoái cũng đã được đưa lên phiên bản M2 năm nay. Cụm camera cũng được nâng cấp từ 720p lên đến 1080p cho ra chất lượng hình ảnh rõ nét hơn. Bên dưới thì bàn phím, các phím chức năng sẽ được làm to hơn, gần giống với cả Magic Keyboard. Đồng nghĩa với đó thì phần Touch ID cũng sẽ được làm to ra, dễ dàng cho chúng ta thao tác. Còn về hiệu năng thì mình có tham khảo qua video của chị Justine. Chị ấy có test qua edit video ở trên mẫu MacBook Air M2 thì mình thấy khi mà preview video khá là mượt. Còn về hiệu năng thực tế như thế nào thì mình sẽ cùng đợi hàng về, mình sẽ trên tay và đánh giá, chia sẻ cho anh em trong thời gian sớm nhất. Đối với người dùng cơ bản với những tác vụ văn phòng, xem phim, lướt web nhẹ nhàng thì phiên bản MacBook M1 năm ngoái cũng đáp ứng khá là đủ nhu cầu của anh em rồi. Rồi, cuối cùng là về mức giá thì mức giá dự kiến của mẫu MacBook Air M2 mới này sẽ rơi vào khoảng $1.200. Và sau khi về Việt Nam thì mức giá của nó sẽ vào khoảng 33 đến 34 triệu, chênh hẳn 10 triệu so với cả phiên bản năm ngoái. Thì 33 triệu cho một mẫu MacBook Air thì mình nghĩ đây là một mức giá mà không phải ai cũng sẽ sẵn sàng bỏ ra để nâng cấp lên phiên bản mới này. Nếu anh em chỉ là người dùng cơ bản, muốn một chiếc MacBook ngon, dùng được lâu dài thì phiên bản M1 năm ngoái cũng đã đáp ứng rất là đủ nhu cầu của anh em rồi. Nếu anh em thật sự là fan của Apple, thích trải nghiệm cái thiết kế tay thỏ mới này thì mình nghĩ là anh em sẽ còn phải đợi khoảng đến 2 tháng nữa thì có thể sở hữu được con máy mới này. Rồi, trên đây là toàn bộ chia sẻ của mình về bộ đôi MacBook mới được ra mắt. Thì hy vọng là sau video này anh em sẽ đỡ sốt ruột hơn phần nào khi mà chờ đợi hai mẫu sản phẩm này được bày bán. Nếu như anh em quan tâm đến những chiếc MacBook chạy chip M1 thì mình sẽ để một đường link bên dưới dẫn tới cửa hàng của Mac One. Ở đây thì đang bán những sản phẩm chạy chip M1 chính hãng VNA với mức giá khá là thơm. Ok, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.